Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với video tiếp theo trong series bài học King of Sales by Phan Anh. Phần số 2, khách hàng mục tiêu của bạn là ai, hay là vẽ chân dung của khách hàng. Bài tiếp theo đó là bạn có thể tiếp cận khách hàng ở đâu. Khi tôi nói về khách hàng mục tiêu thì tôi sẽ hỏi rằng là gì ạ? Chúng ta có thể tiếp cận khách hàng ở những đâu? Thì tôi sẽ chia nó thành hai kênh. Kênh thứ nhất là kênh online. Kênh thứ hai là kênh offline. Được chưa? Kênh online hay còn gọi là kênh trực tuyến. Thế thì chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là đó là những công cụ nào, khi nào, ở đâu và như thế nào. Tôi sẽ lấy ví dụ, khách hàng của bạn có chơi Facebook không? Có hay không? Đúng không ạ? Vâng. Khách hàng của bạn có chơi Zalo hay không? Có hay không? Khách hàng của bạn hay đọc những tờ báo điện tử nào? Thí dụ khách hàng là nữ, người ta sẽ đọc những trang thiên về phụ nữ, gia đình như là A Family, đúng không ạ? Như là Eva, như là Web Trà Thơ, tôi giả sử như vậy. Khách hàng mà chuyên về kinh tế thì họ sẽ thích đọc Cà Phê F, Cà Phê Bít, đúng không ạ? Khách hàng thích về chính trị thì họ sẽ đọc VN Express, đúng không ạ? Còn khách hàng thích những cái tin tức mạng xã hội thì họ sẽ đọc những cái trang báo điện tử. Đấy là tôi nói thí dụ là báo điện tử cũng có rất nhiều, đúng không ạ? Họ có tìm kiếm bằng Google hay không? Họ có tìm kiếm vào website hay không? Họ có sử dụng email marketing hay không? Đúng không ạ? Họ có sử dụng iMessage hay không? Vân vân và vân vân. Đó là những cái công cụ cơ bản chúng ta có thể tiếp cận khách hàng. Vậy thì sẽ trả lời cho câu hỏi: họ online ở những đâu? Họ xem những gì? Vào thời điểm như nào? Chúng ta phải có nghiên cứu, chúng ta phải tìm hiểu. Có thể chúng ta sẽ tự đo lường, chúng ta tự thống kê, hoặc chúng ta có thể mua các bản báo cáo về hành vi người tiêu dùng của những cái công ty nghiên cứu thị trường và nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. Đó, các bạn hiểu chưa ạ? Vâng, nam sẽ khác, nữ sẽ khác, trẻ sẽ khác, già sẽ khác, những câu chuyện, những cái cách thức tiếp cận khác nhau. Thí dụ như mạng xã hội Facebook là nó dành cho giới trẻ rất nhiều. Hiện nay với khoảng độ 54 triệu người dùng Facebook tại thị trường Việt Nam, khoảng độ đến 60% là số đấy là những người trẻ, từ trong độ tuổi khoảng độ 16 cho tới 32 tuổi trở lại. Tất nhiên trên đó cũng có một lượng nhất định, nhưng mà cái lượng trẻ chiếm đại đa số. Vậy nếu mà bạn bán những cái sản phẩm dành cho giới trẻ, dành cho những người trẻ, thì bạn hãy chọn kênh Facebook. Tất nhiên bất động sản bạn vẫn có thể Facebook. Tất nhiên ô tô bạn vẫn có thể Facebook, đúng không ạ? Bởi vì 52 triệu người dùng, tức là tất cả mọi người đều đang dùng rồi. Nhưng nó tập trung hơn vào cái đám giới trẻ hơn một chút, đúng không ạ? Đặc biệt nếu như mà bạn bán cho những sản phẩm khoảng độ 50 tuổi trở lên, thì tôi nghĩ rằng Facebook hay Zalo là một thứ gì đó hơi xa xỉ một chút. Đối với những người này khó tiếp cận hơn, đúng không ạ? Ý tôi là như vậy đấy ạ. Thì chúng ta sẽ xác định các công cụ, và sau này các bạn sẽ học từng các công cụ như vậy để các bạn giỏi từng công cụ. Tôi được biết rằng là với một cái người làm bất động sản thì họ phải biết là lập landing page, nếu họ không biết lập thì họ phải thuê. Họ phải biết làm web, nếu không biết làm thì họ phải thuê. Đấy, họ phải viết bài nói về dự án, đúng không ạ? Các cái phương pháp viết bài, hình ảnh, video ra sao. Sau đó họ là phải chạy AdWords, đúng không ạ? Họ phải dùng tiền lương hoặc là cái tiền thu nhập được của họ từ việc kinh doanh để chạy các kênh truyền thông, AdWords hoặc làm sale, hoặc là chạy Facebook, hoặc là chạy Zalo, hoặc là chạy các cái mạng hiển thị ADX hoặc là Eclipse vân vân. Đấy là những cái công cụ quảng cáo trực tuyến chúng ta sẽ cần phải biết. Và thực ra mọi người ơi, thay vì mọi người là phải đi thuê mướn như vậy, mọi người hoàn toàn có thể tự học được, không mất quá nhiều thời gian. Và chúng ta giống như một chiến binh ấy, thì khi ra trận chúng ta phải biết cách sử dụng nhiều vũ khí. Đấy, tại sao mà lính của Mỹ nó rất là tinh nhuệ, bởi vì cái gì nó cũng sử dụng được. Đánh ở trên mặt đất cũng đánh được, đánh ở trên không cũng đánh được, đánh ở dưới nước cũng đánh được, đúng không ạ? Nên gọi lính thủy đánh bộ, bất kỳ một vũ khí hạng nặng, hạng nhẹ nào, máy bay, xe tăng họ đều lái được. Thì như vậy họ rất là tinh nhuệ. Thì nếu mà chúng ta hãy hiểu chúng ta là một chiến binh thì chúng ta sẽ nên như vậy. Thứ hai là chúng ta có thể lựa chọn các kênh offline hay còn gọi là các kênh ngoại tuyến. Thế thì đó là kênh nào, kênh dài hay kênh ngắn, đúng không ạ? Ở đâu? Đấy, chúng ta sẽ phát triển theo phương thức là tự phát triển kênh hay là chúng ta sẽ sử dụng các cái kênh của đối tác. Thí dụ các bạn có thể tự phát triển kênh bằng cách là bạn mở ra các showroom của mình, mở ra các điểm bán của mình, nếu các bạn có thể làm. Thứ hai là các bạn có thể tận dụng qua các cái kênh của đối tác, ví dụ như là kênh cửa hàng của đối tác,
kênh siêu thị, đúng không ạ? Các cửa hàng tiện ích, các đại lý bán buôn, bán lẻ, đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3, đúng không ạ? Các nhà phân phối, khu chợ, đúng không ạ? Rồi thì thông qua các cái hình thức mà bán hàng trực tuyến hay cộng tác viên trực tuyến mà chúng ta hoàn toàn vẫn có thể đưa vào cái kênh ở đây chúng ta làm cái kênh cộng tác viên offline và kênh cộng tác viên online được. Đặc biệt là chúng ta lựa chọn kênh như thế nào, nó phụ thuộc vào sức mạnh thị trường của chúng ta, nó phụ thuộc vào sức mạnh tài chính của chúng ta. Chúng ta nếu như mà có mối quan hệ tốt, đúng không ạ? Chúng ta chẳng hạn, chúng ta sản xuất ra một cái mặt hàng tiêu dùng, chúng ta phân phối vào Vinmart một cái, tôi giả sử thế, thì nó rất là đơn giản. Bởi vì sao ạ? Hệ thống của Vinmart bây giờ nó có đến hàng nghìn điểm bán. Tất nhiên làm thế nào để vào thì đấy là câu chuyện ta không bàn đến vội, đúng không ạ? Ta đang nói là chúng ta có thể tiếp cận khách hàng ở đâu. Khách hàng end user là khách hàng cuối cùng, hay là khách hàng là các cái partner, là đối tác, đúng không ạ? Thì các bạn hàng chúng ta có thể thông qua kênh của họ mà để không tốn mất nhiều công sức. Tôi lấy một cái ví dụ như này, tôi có một anh bạn có một cái nhà máy sản xuất về nước mắm, tất nhiên quy mô nhỏ hơn của Masan Group. Anh cũng ra một cái dòng sản phẩm nước mắm công nghiệp và đặt tên cho nó, nhưng mà anh không trực tiếp làm thương mại. Thì anh sẽ làm gì? Lúc này anh sẽ thông qua, và lúc này anh sẽ thông qua cái kênh của một cái đơn vị chuyên phân phối hàng tiêu dùng để anh có thể đưa hàng vào kênh của họ một cách nhanh chóng, và anh lãi trên mỗi một cái sản phẩm rất mỏng thôi. Thì đó là cái cách mà tôi cho rằng rất là nhanh để mà chúng ta có thể phủ sản phẩm của chúng ta. Đấy, chúng ta có thể mượn sức của đối tác, đúng không ạ? Mượn sức, chúng ta chia sẻ cái lợi nhuận của chúng ta. Và một cái đặc điểm nữa mà chắc chắn, nếu mà các bạn mà đi học ở đâu đó những chương trình kinh nghiệm sale, hay là chương trình dạy bán hàng, hay best seller, hay là tự trong công ty các bạn đào tạo nội bộ nhận lẫn nhau, thì có một kênh nữa, đấy là kênh trong tầm tay, in hand, on hand của các bạn, được chưa ạ? Kênh trong tầm tay của các bạn tức là sao? Ý tôi muốn nói là đây là gì ạ? Các bạn hoàn toàn có thể bán hàng nhanh nhất và dễ dàng nhất cho những người thân của mình, những người quen của mình, những người có trong list danh bạ điện thoại của mình, những người là bạn trên Facebook của mình, những người là bạn trên Zalo của mình, đúng không ạ? Ngay trong một lớp học của chúng ta, thậm chí bán ngay trong đồng nghiệp của chúng ta. Đó, thí dụ như là tôi có một biết một cái trường hợp là học trò của tôi. Bạn này bạn ấy đi làm ở một cái đơn vị nhà nước, cũng cái quy mô cán bộ công nhân viên cũng lớn lớn, khoảng độ 600-700 cán bộ công nhân viên trong một cái đơn vị như vậy. Thế thì có một cái group, đúng không ạ? Bạn ấy tạo ra một cái group nội bộ của công ty đó, của đơn vị đó. Đấy, mọi người vào đấy sinh hoạt. Và sau đó thì bạn ấy đưa các cái sản phẩm lên, các bạn bán. Thuận mua vừa bán thôi. Đấy, bán quần, bán áo, bán giày, bán tất, bán đồ ăn, bán thức uống, bán quà, mùa nào thức đấy. Thế cứ đăng lên thì có người cho chị mấy cân, cho cô mấy cái, kiểu như thế. Và một tháng doanh số của bạn ấy cũng bán được khoảng độ 200 triệu tiền hàng, 300 triệu tiền hàng tùy từng tháng. Và lợi nhuận dòng nó rơi vào khoảng độ 25-30%, bởi vì chi phí không mất mặt bằng, không mất bất kỳ cái gì cả. Ai có đơn, có từ đơn hàng đấy ạ, vâng, thì ghi chép lại, mang hàng đến cơ quan làm việc thì mang đến, xong rồi giờ nghỉ trưa tranh thủ đi giao hàng ngay tại các phòng ban thôi. Thì chi phí vô cùng tiết kiệm và lợi nhuận khoảng độ 25-30%, thì tháng kiếm khoảng độ 50 triệu thì cũng không phải quá khó. Đấy, thì cái mà chúng ta phải khai thác thì chúng ta hay gọi là hot data, đúng không ạ? Tức là những danh sách nóng. Thì một kênh nghiệp sale phải biết khai thác danh sách này, không ngại ngần. Tất nhiên chúng ta sẽ phải lựa chọn những sản phẩm tốt, những sản phẩm có chất lượng, những sản phẩm uy tín. Bởi vì một cái sale chuyên nghiệp như chúng ta sẽ không thể nào bán những sản phẩm kém chất lượng, bán những sản phẩm giá cao, không đúng nguồn gốc xuất xứ, bởi vì uy tín và thương hiệu của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, có đúng không ạ? Và bán cho người nhà rất khó, bán cho người nghèo cũng rất khó. Vâng, thế thì video này tôi sẽ ngắn gọn trong cái phần là chúng ta có thể tiếp cận các khách hàng tiềm năng ở những đâu. Đó là một số cái gợi ý của tôi. Nếu các bạn thấy cần bổ sung thêm gì thì hãy liên hệ cho tôi biết và hướng dẫn cho tôi để tôi sẽ làm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.